cái bằng xuống nói người ta sao. Gội đầu luôn đi, gội đầu luôn đi. Em quỳ, em phải đưa mặt lên. Rõ ràng, hướng lên. Cái biên độ, ngồi đàng hoàng xếp băng lại. Đó, hả, ông ra luôn kìa. Xếp băng lại. Một gáo vô là nó học nước liền. Xếp băng chân lại. Anh điều gì của em ngồi được rồi. Ây da, ây da, ây da. Bởi sợ. Bởi sợ. Anh ơi, chúng tôi bị đảo rồi. Bởi sợ rồi. Bởi sợ. Trời ơi. Một tiếng đồng hồ. Mời Tăng Duy Thân lên. Lên nè. Báo xong mình ghê. Bởi bà tổ chức cái Tăng ơi. Bởi bà tổ chức cái Tăng ơi. Trời ơi, đem mắt kiến vô không thấy đường. Trời ơi, đã chơi đỡ cho người ta rồi mà còn đem mắt kiến làm màu nữa. Sao mà như như rùi vậy ta. Trời này có bơi đâu mà mình đem mắt kiến. Dẫu vô. Em ơi, nó xuyên qua ánh nắng rồi. Trời mắt cừ nha. Vô đi em, tạc tôi nè em. Em đẹp trai không? Anh nè, tạc anh đi em. Mà em đẹp trai không? Không, anh đúng rồi, anh đúng rồi. Chơi em á. Em đi. Tôi chơi em thật xuống sông má luôn đó. Tôi tán vô, tôi tán cái xô vô mặt em. Tôi tán cái xô vô mặt em. Tiêu ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Anh đứng dậy em tạt cái cho anh chạy. Mẹ ngồi kìa. Tôi chung đỡ đâu tạt tôi được. Rít, ngồi bẹp xuống. Ngồi bẹp nè. Đó, tôi xin anh tôi anh. Anh tôi anh. Vậy vậy rồi anh Luật ơi, nó tạt vô mặt không có đường chạy, tôi ghi là tôi rồi. Khoan khoan, bị gì vậy? Chạy 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 rồi, rớt vai rồi, rớt vai rồi. Rồi được, rồi được. Trời ơi, vậy vậy vậy. Trời ơi, ông nội ơi. Em được mình băng thôi. Đúng rồi. Ủa, tao dùm bố. Chạy gì bố vậy? Nó là dùm bố. Mọi người thấy không, cái vai người ta chỉ ẹt vô vậy thôi. Còn rít bữa nó trật ra cái. Nó làm mà nó báo nguyên một đoàn. Trời ơi, trời ơi. Nói cái vai nó bình thường. Cái vai ẹt vô cái là vô thôi. Trời ơi, kia. Ao dây là đạo, đạo qua đạo em. Trời ơi, đánh y chang như là Avenger chứ. Hay quá hả? Ê, ghê vậy ta. Ghê quá. Tăng Duy Tân thắng. Không có, bây giờ cay con mắt quá rồi. Anh hiểu không? Em định ném đổ trên đầu xuống. Anh hiểu rồi, nhưng mà mày tạt anh, anh hiểu mày rồi. Anh ơi, anh chơi dở. Anh bốc trúng tên mày là anh tát cái xô vô đầu mày luôn. Ơi. Trời ơi, anh ơi, bạo lực quá, em bé mà. Anh không dí, em phải dí cho chồng. Mày ở tuổi anh đi rồi mày dí. Giá trời tao bốc tên Ngô Kiến Quy. Em đợi anh đó. Em theo khác nè anh ơi. Em theo khác nè anh ơi. Em ghê lắm đó. Em quýnh cho anh một cái là khỏi thở luôn đó. Em mời anh nè anh Luật. Mời thì anh nhận thôi. Do anh nè. Trời ơi, tôi dữ lắm à. Không anh. Không, không, không. Cái gì vậy? Anh trai không vậy. Anh trai không vậy. Anh với mày chung đội mà. Đúng rồi. Anh Tuấn ngồi bẹp xuống không ăn gian vậy. Tự nhiên làm cái kiểu nguy hiểm làm chi cho đi bộ cho mệt thấy bộ rồi. Tôi rồi, tôi rồi. Đừng được cãi lại nữa đâu nha. Phải ngồi bẹp xuống đàng hoàng chứ, tự nhiên ngồi kỳ vậy. Đúng rồi, ngồi bẹp xuống. Tự nhiên tôi ngồi bẹp xuống đàng hoàng em. Chết rồi. Cái gì? Em làm gì vậy? Đâu, em làm gì đâu. Em làm như là em chạy lại tôi vậy. Em nhận lắm. Chưa kể em làm gì vậy? Chưa kể em làm gì vậy? Không em. Em vẫn ngồi bẹt mà. Em ngồi bẹt được không? Em ngồi bẹt được không? Cái chân bào thẻ kìa. Em có vô thế không? Em vô thế đó. Trời ơi, em vô thế không? Tôi đỡ có gì đâu. Đi quay lại. Không phải xong rồi. Xong rồi. Chạy ra ngoài. Hiểu thua. Phải chạy ra ngoài. Thua đây chứ giờ kêu chạy lại lần nữa chạy không nổi đâu. Đúng rồi, cái vòng ba sao chạy sẽ đúng rồi. Vậy là anh Luật thắng rồi. Đúng rồi. Anh Luật thắng rồi. Anh Luật thắng. Phải chạy ở ngoài vòng. Hiểu thua. Hiểu ai nè. Em múc đá đó Hiếu. Em múc đá hả? Múc đá, múc cát, em tạt vô đầu liền. Oh no. Anh ơi, mà tạt vậy rồi em chôn đất luôn không? Cái dưới đường xây dựng hả? Chúng chôn đó luôn hay gì vậy Hiếu? Em không có bóc trúng anh đâu, nhưng mà em muốn tạt anh. Rồi.
Ê còn Trung đó, Trung ơi. Em ơi đừng có gây thù bây giờ em ơi, mới gặp em ơi. Em ơi ngồi xuống anh ơi, ngồi xuống. Tại vì làm chó vậy. Trời ơi, em là chó là ngựa hả? Em ơi, tôi chết cho em vừa làm. Rít rồi, rít rồi. Rít tiếp rồi. Trời ơi, đúng rồi. Con này cũng rít. Đúng rồi em ơi. Đợi lại. Ủa ai cho chạy ra ngoài máy vậy? Rít. Đâu có ai nói đâu. Rít ơi, em về cho em trước đánh thắng rồi Rít. Đúng rồi. Chạy đi, đúng rồi. Trời ơi, nó tán cái xô vô đầu em luôn. Nó đập cái xô vô đầu em. Trời ơi, anh nhìn anh sợ luôn. Trời ơi là trời. Đội tôi có hai thằng tập tạ. Chơi như cái quá em chơi thẳng còn gì. Ê, cái bên đây thôi. Em chơi. Ủa em chưa bốc giấy mà. Đâu tôi trả thù thôi. Tôi chưa bốc giấy mà. Em trả thù chưa? Ví dụ là anh thì mày thua đi, một lát nữa tới mày anh thua lại. Dạ. Anh chạy không nổi đâu Rip. Anh ơi, anh cầm cái xô thì khó chạy lắm. Ừ. Em ơi, phải đi hái ngầm thôi em. Ủa? Ơi. Em đón nhận đi. Tung xuống lên. Rip ơi, em tạt vô khoang mũi nha, tạt thẳng sọc khoang mũi á. Nghe nha. Hiểu là biết em nha. Nước kìa. Trời ơi. Không phải tôi. Đổ nước rồi, bơm lại. Trời ơi. Con này diễn không vui mà sao nó cứ màu mè hoài vậy. Đặt thẳng vô mặt em ơi. Rồi. Em lần đầu sẽ đi làm chương trình. Em để trai đi. Chết rồi. Ba, hai, một. Ê quá. Anh vừa thoại gì vậy anh Tuấn? Ê quá. Ok. Cho em xin miếng nước, nó mặn quá. Mặn quá. Đang nói ông cho nguyên nước vào mồm. Sao tôi có linh tính hôm nay tôi sẽ không ăn được ăn mà sẽ ngủ rồi của bụi á. Từ cái khúc mà có cái con đó rồi anh. À, anh đeo con đó vô là chắc chắn rồi. Mai bắt cần em với luật giùm cái nha. Ổn định, mai bắt cần mặt anh luật giùm cho em. Anh làm gì anh luật, anh buông ra đi luật ơi. Anh lừa con rồi. Anh bị cái gì? Tôi thất gì đi để em. Rồi bị gì nữa? Tiền đình. Rồi tha cho anh. Ok em, tôi biết vô lượng em ơi. Em cần nước không? Em chung đội với anh Sanh Tạc em được. Ủa? Gì? Tôi luyện đá em đó. Wow, xích thú hiểm nguyên hình. À. Luôn luôn mệt chưa? Lộ 12 Hà Cát. Em nguyện hầu hạ anh về quán anh hát cho anh thôi. 6 Hà Cát, 17 Hà Cát, 17 Hà Cát, 17 Hà Cát nữa kìa, 18 Hà Cát. Đi điên khùng khùng. 20 Hà Cát. Có đi đâu hả? Có đi đâu hả? Có đâu hỏi? Nè em nè. Em đi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi đâu? Nước vừa hổ ba trời. Ủa, cái này không phải dí rồi, cái này là dí bắt kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chạy về bên kia mà. Trời ơi, đồng đội nói cho dữ. Trời ơi, trời ơi. Ủa cho mẹ hả? Hiểu luật chơi chưa? Ủa? Sao vậy? Anh ơi, thôi đừng đi anh ơi, chạy về bên kia. Trời ơi, có sức khỏe mà không có kiến thức. Trời ơi,
bỏ cái tên Yến Sào đi, hãy lấy tên là Hữu Dũng Vô Mô. Trời ơi, khung quá vậy. Trời ơi, con thằng lằn đó. Trời ơi, đúng là con thằng lằn. Ủa là phải dành chỗ ta hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, giải thích em hai lần mà lắm. Miếng nước em hiểu rồi, ok. Em thua. 3, 2, 1. Còn người đây lấy người này. Mập quá rồi. Cái gì vậy? Ngồi này hướng mặt trời hay ha. Nghe anh chế đi. Thiệt không anh? Anh nghĩ anh chạy lại em không? Thiệt. Ok nha. Anh quét qua đời em thôi nha. Quét qua đời em. Tôi kể anh nghe. Ê, mình một đội. Một đội. À quên. Ủa? Em nghe được rồi. Thôi bỏ đi. Em bị tạt rồi. Rồi, cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Thôi mà. Cố lên anh ra. Tôi bị té hút đầu. Thì nãy bạn cười tôi. Cười cười hết chứ không sao cười hoài đấy không. Quyền chắc luôn á, Quyền khởi động đi. Khởi động đi. Mệt quá. Anh Giang bây giờ tạc anh Luật thì mới gây cấn thôi. Chứ tạc mấy người còn lại ai mà không giết. Ai mà không giết được. Ủa gì vậy? Trời ơi, nãy giờ là anh thắng không luôn á. Trời, em thua nãy giờ. À, vậy hả? Thắng đi nha anh Giang, cố lên nha anh Giang. Anh làm vậy cho anh mệt đấy, hồi nữa người ta dí lại anh á. Rồi đó, anh mệt rồi đó. Nghỉ không anh? Rồi, 3 vòng. Chết! Ma da hiện hình. Rồi thằng khác lâu lắm rồi. Mẹ chúng ta già thiệt rồi. Hút đầy dữ rồi tại. Đó, cái nét biến thái này nè. Tự nhiên quay qua tạc chính đồng đội mình, chắc tôi giết nó luôn á trời. Em chơi. Sống chết có số. Đau nhất. Mình hỏi mũi sữa đẹp quá thôi, không gì đâu. Cái gì nữa anh? Em ngồi xổm xuống. Em ngồi bình thường. Em ngồi xếp bằng ra cho tôi. Tự nhiên cái phải xếp bằng à? Tôi ngồi xếp bằng. Rồi đúng rồi à. Em ơi. Đúng rồi. Chuẩn bị chạy cho Trung ơi, chạy em đó. 2, 3. Anh ơi. Hả? Rồi. Không phải em đúng không? Không. Nếu mà làm mẹ già đó là mày chôn mẹ luôn đi. Thôi khỏi đó sao anh? Té lắm nha. Ê đừng nha. Anh em mình an toàn. Vậy là chết. Đúng rồi. Hồi nãy anh là hù thế đúng không? Đúng rồi. Rồi bẹp xuống. Rồi bẹp xuống. Thôi nó thôi. Anh nha. Là em nè. Em còn bằng xuống thấy người ta sao? Gội đầu luôn đi, gội đầu luôn đi. Nó kẹp mắt nó không được. Em phải đưa mặt lên. Rõ ràng, hướng lên. Cái biên độ. Ngồi đàng hoàng xếp bằng lại. Đó, hả ông ra luôn kìa. Xếp bằng lại. Một gáo vô là nó học nước liền. Xếp bằng chân lại. Anh điều gì của em ngồi được rồi. Ây da, 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 ây da,
đi rồi chết đi. Coi bộ vậy yên ổn. Chắc cũng muộn rồi. Muộn rồi. Mau phút đầu là thấy nghi rồi. Anh em chơi tốt. Một năm đó. Trời ơi, lá cờ để gì lại cho anh em không? Vợ con hiểu thứ hai lo giùm nha. Dạ. Đâu chị ơi, bán cái đầu về chị mày. Ơi thôi Kiến Huy, tuy là em thắng nhưng mà em chơi gì bạo lực quá. Bị trượt tay rồi, giống anh lại tạt lại lần đàng hoàng. Bây giờ mới cho em chạy chứ. Một lát nữa cho em tạt lại Huy. Tạt lại. Thôi em được, người ta có lỗi với mình thì thôi chị ơi. Em không có, em tu tập mà. Tu tập, sống đơn giản hơn. Em sống đơn giản, người ta hại mình là có nhân quả thôi. Cái nữa. Chạy hết vòng. Chạy chỗ em á. Chạy chỗ cũ anh, của anh. Quýnh. Rồi xong. Ủa tu tập mà. Em cứ luôn. Ủa tu tập mà. Em ơi tu tập em ơi. Ta có lỗi với mình thôi chị ơi. Em không có, em tu tập mà. Tu tập. Sống đơn giản luôn. Em sống đơn giản. Tu tập đi em ơi. Tu tập đi. Tu tập đi. Tu tập đi. Tu tập đi. Quang, cho tôi nói lời cuối anh em. Cho tôi nói lời cuối anh em. Từ đây là bến Long Huy nha. Bến Long Huy. Rồi. Rồi, cái này là Ngô Kiến Huy thua. Lâm thắng. Thôi, cuộc sống mà. Mình hơn người này sẽ có người khác hơn mình. Hiểu chưa? Hãy biết vừa lòng là đủ rồi. Trời ơi. Anh Lực. Chắc anh Lực. Anh Lực tạc em mà. Chị ơi. Ủa? Chung đội mà cưng. Chung đội mà em tạc gì em ghét. Anh này. Thôi lẽ anh quẹt qua cuộc đời em thôi nghe. Nha. Thì em có nói gì anh đâu. Nghe chưa? Được, chỉ được rồi. Chạy lên. Kiếm lên. Cái gì vậy? Chạy lên. Sai luật rồi. Em chạy vòng vòng em thua lại. Sai rồi. Em chơi sai luật. Làm cho em bị nghĩ như vậy là đúng rồi. Cái này là. Cái này không có dí rồi. Cái này là dí bắt kìa. Hồi nãy em chửi tôi. Sao em dở vậy? Đầu không tôi sao đuôi mà làm. Đội ngu quá. Trời ơi. Hồi gì không hiểu được đội. Mà tôi chơi đúng mà sao chửi tôi ngu. Trời ơi. Ai? Đâu ra? Thôi. Đâu ra? Múc bằng chân đi. Được nè, múc bằng chân nè. Nè, nè đúng nè. Làm sao mà múc được? Mà múc vô. Được. Sao anh nằm vậy làm sao mà anh múc vô? Đâu? Có liền. Không có được. Cái người đầu tiên múc là phải nhúng cái đầu vô nước xong mới múc. Đấy, chơi luôn. Chơi đi. Ủa gì vậy? Thôi mà. Quả tôi xây đội nào thua chơi trước. Anh ra gì? Em đó. Em à. Chiến mã của ta. Ok. Lâm. Lấy chỗ. Shot. Sao không cho tôi quýnh tù xì với con người mà cho tôi quýnh với con ngựa vậy? Nói đi, em ra gì? Ra vẽ. Ok. Kéo tiếp. Kéo tiếp. Mày. Đập. Kéo tiếp. Anh hay vậy là quá. Anh tưởng mình hay lắm. Cho anh okay. Cứu cho. Để em múc cho. Trời ơi trời. Ba người cứ làm lễ đó. À. Làm lễ. Đâu rồi? Ủa gì vậy?
Trời ơi. Dạ con đã làm hình phạt cho hắn rồi. Vô, đứng đây, vô. Ù tay rồi. Làm lễ đi. Vô. Đây. Rít ra vô. Hóa sĩ. Ê. Ê. Rồi, giật tế thần đâu? Tế thần đâu? Đâu? Ê. Quá giỏi. Mãi giỏi, mãi giỏi. 3 phút của các bạn chuẩn bị. Ok. À. Ủa hạn hán hả? Để sẵn cái gì đi quý. Rồi. Xoay người lại, xoay người lại. Cố lên. Cố lên. Chưa, chưa, chưa. Trời ơi. Trời ơi. Nổi chưa? Nổi chưa? Chưa chơi mà. Ủa sao chưa chơi? Lên lên. Ồ thua là hình phạt lát ghê lắm đó. Đây. Đây. Ủa cái thằng có lỡ luôn hả? Ủa. Ủa gì vậy? Ủa sao nó có cái lỡ vậy hả? Nằm xuống. Cái này cái thau với cái dồi sen. Nằm xuống. Bút lại đây, bút lại xuống. Đi. Nằm xuống. Phá người ghê ra làm chị Lâm ơi. Ủa. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Bắt đầu. Vô. Rồi sao chuyện? Đưa bánh anh, đưa bánh anh đi. Không có được đâu. Ây da, ướt. Dạ. Dỗ tay mà đâu ơi, cố lên, cố lên. Cố lên. Còn đầy lắm anh Giang, đầy lắm. Rồi, đổ qua, đổ qua. Oh. Quá trời. Hey, tiếp chứ, tiếp chứ. Nhiều nước chưa? Trời ơi. Nghe quá. Thôi. Nước sông miệng. Nước sông miệng. Trời ơi. Ủa? Sao anh theo nhu cầu khán giả quá vậy? Có chơi không? Câu giờ quá. Ok chưa? Ê, anh mở ra, anh mở ra. Trời ơi. Đi xây. Đây nè, dạ. Lấy ca, lấy ca luôn. Nó rồi, nó rồi, đưa vô. Nó nói cho anh Hoàng. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Thôi trời ơi. Rốt đàng hoàng giùm tôi đi trời. Rốt đàng hoàng giùm tôi đi trời. Trời. Rít ơi tập trung lên đây. Rồi coi. Tập trung nha. Tập trung. Ây da. Cũng anh nữa. Chơi vậy là mình khỏi cần chơi luôn. Rồi tập trung Rít ơi. Lẹ đi. Heo đúng lứa rồi. Heo chưa kìa. Sao mấy bạn này ngộ quá vậy? Để tôi khô đi. Có chừng này lấy làm gì trời. Trời ơi, chơi ân gian quá. Ok. Chơi hay nha. Chơi hay nha. Chơi hay nha. Anh Lan. Đừng ơi. Trời ơi. Tỉnh dậy em ơi. Tôi đây, tôi đây. Nhanh lên hết giờ rồi. Cố lên. Nước đâu nữa mà để qua đây. Đổi đâu? Đổi đâu? Trời có chừng nước không được mà rớt cái lưu gì mặt chết luôn. Rồi. Đàng hoàng Rít ơi, sao vậy? Đó, em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Không có hy vọng. Ủa tay ơi. Thôi để anh đào cho, để anh đào cho, để anh đào cho. Các bạn còn 30 giây. Trời ơi. Cái gì vậy ơi? Qua luôn, qua luôn. Đây đi. Quy sẽ ra quy. Qua đi anh nhé. Đúng rồi, đúng. Yeah, yeah. Qua đổ luôn, qua đổ luôn. Rồi anh cầm rồi xin. Wow. Cố lên, cố lên. Rồi, qua, 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 qua. Cố lên. Vào cuối cùng. Đó. Wow. Hết giờ. Mình có công chuyện à. Mình làm được hết, cố lên quá nha. Quá trời. Cố lên. Quá trời. Để chậm chưa? Đừng có làm cho anh á. Tập trung đi. Ngồi xuống đi. À. Cố lên. Ê, 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 ê. Chưa. Tốt. Giọt chi. Lại, 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 còn, 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 còn. Qua đây, qua đây. Qua đây hả? Ok chưa? Ok. 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 Trời. Anh cho đàng hoàng. Anh để đàng hoàng mà. Rồi, ok chưa? Ok. Rồi. Ok. Rồi, kể hãy. Hay quá. Ok, hay quá. Qua wow, Hiếu ơi. Hay quá. Gãy đổ à, yên tâm đi. Tớ hiếu là gãy đổ. Thấy thiệt. Hiếu không thấy được. Thôi đi đây. Thôi đi đây. Go. 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 Tập trung đi, tập trung đi. Tập trung đi. Để mình hiếu, để mình hiếu, để mình hiếu. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Để lên, để lên, 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 ok, ok. Ôi, yeah. Rồi. Tập trung nhiều, nhiều lên, nhiều lên. Tập trung ơi. 3, 2, 1, ok. Trời ơi, sao đổ chân vậy? Lại, 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 lại. Hay quá trời. Được, 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 được. Hay quá Hiếu ơi. Hay quá. Sáng vô cường, sáng vô. Ok rồi. Rồi đưa chân qua, đưa chân qua, đưa chân qua. Để đây nè. Trời ơi, nó sai rồi. Rồi ok, đây 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 đây. Tôi lỡ, tôi lỡ, tôi lỡ. Hay lắm. Nè, 1, 2, 3. Trời ơi, thưởng nha, giỏi. Hiếu ơi là Hiếu. Lại, 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 lại. Hiếu ơi là Hiếu. Lại, trời lại, ơi, lại, em lại. Vô dụng quá, em lại. Vô dụng quá, Hiếu ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi, Quy ơi. Trời ơi Huy ơi. Trời ơi Huy ơi, dở quá. Lẹ vô, Hiếu vô đi Huy ơi, Huy ơi. Nè, nè. Rồi Hiếu vô nè. Ok. Đừng phá đi thích ơi, để cho người ta chơi ơi. Rồi tiếp. Tiếp, 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 tiếp. Đưa tao đây. Em làm gì? Em làm gì đổi tôi? Em làm gì đổi tôi? À, em làm gì đổi tôi? Hay quá. Hay dữ trời. Rảo quá phải không? Rảo quá. Hết giờ. Ok. Trời ơi sao? Hiểu ơi, dở quá. Các bạn còn một phút.
Trời ơi, vậy về có đôi dép vậy? Chị hay nha, chị hay nha, chị hay nha. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nhân tạo cho gì hả? Dạ. Trời ơi, Lâm nó đem đúng ngay cái chỗ con đường thiên lý rồi. Có sao không? Vô, vô, vô. À, hết giờ. Mình nhấn đúng thời gian đi. À, như vậy kết quả đã rõ ràng, đội nào là đội chiến thắng hả? Yeah, yeah. Yeah. Lê Du Lâm và Hiếu Thứ Hai ai đẹp hơn? Trung đội mà sao hay ra dễ quá. Đội chiến thắng là Dương Lâm, Hiếu Thứ Hai và Ngô Kiến Huy. Chúc mừng các bạn. Với game Mang May Mắn Về Nhà, các bạn đã chiến thắng và phần thưởng của các bạn đó chính là một cây mai. Chán kìa, chơi cái gì á? Anh mới chơi gì á? Người ta chơi đàng hoàng đó. Anh Tuấn nè, ghen quá hả? Anh ghen nhất á, anh chơi dở nhất. Tại anh đỡ qua là ok đi. Không, ghen nhất. Đúng rồi, anh già mà anh không. Cái gì vậy? Cái gì vậy vậy á? Gãy đầu rồi. Ly, anh mà Ly, Ly hay anh Quýnh. Và không có chương trình nào đã bằng Hai ngày một đêm. Tự do. Ba, hai, một, bắt đầu. Go lên. Đâu, trời ơi. Đúng rồi Thúy ơi, đúng rồi đó. Bắn cái gì vậy, cái gì vậy? Đứng vô mắt em. Go lên. Hay quá vậy. Hay quá ta. Wow. Đạp đạn anh em ơi, đạp đạn anh em ơi. Hết giờ. Hay. Còn nhiều vậy đó hả? Trời ơi. Đi. 1 2 3 4 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 quá mạnh. Giờ ra hai phe bắn Hưng Quy đi. Ủa, alo. Giơ tay lên. Em chọn anh nha. Tét đầu anh. Anh em chơi gì cũng không giận nha. Giận chứ. Giận gì chơi mà giận. Sao anh chọc? Trời quá. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Vô. Quy, nhẹ thôi Quy. Bạnh quá Quy. Bạnh quá Quy. Quy ơi, nhẹ tay thôi. Vô mất có sao không? Không sao. Ủa đứng xa chứ gì xa vậy? Thôi xa vậy. Không, anh em mạnh quá. Quy ơi, Quy nhẹ lại Quy. Ồ. Mày quá vậy ta? Mày quá vậy ta? Khó. À. Vậy thôi đi ơi. Thấp xuống. Trời ơi, vậy mà cũng thấy được nó hay quá. Trời ơi. Ướt cũng đau lòng em rồi. Trời
Trời ơi, ác ghê. Rít. Ê, rít lên tập trung. Chào anh Huy ơi. Ê, giọng tài ơi, cái gì mà chơi tạt nước vậy? Lùn xuống đất ơi, lùn xuống. Hết giờ, hết giờ. Tại sao em lại chơi đồng loại như vậy? Đúng vậy. Em lớn rồi. Mà em đắng đồng loại như vậy mà em coi được hả? Từ điểm đi. Từ điểm đi. Em có biết cái lương tâm này ở đâu? Trả tiền mày ở đâu? Hai chứ đâu? Con ơi đến rồi. Một. Một. Mười. Mười. Mười một. Mười lăm. Mười lăm. Mười sáu. Mười sáu. Trời ơi. Mười lăm. Yeah, mình an toàn, mình an toàn, mình an toàn. Chưa, chưa, em đâu đập tay với anh đâu. Em đâu đập tay với anh đâu. Mười lăm rồi, anh cảm lại. Mười lăm rồi, bắt đầu. Ê, ê. Không thấy được. Không thấy được. Bắn đi ba rồi. Bắn, bắn, bắn. Trời vậy. Bắn, bắn, bắn. Bắn, bắn, bắn. Quá lăn gian đi. Anh đi đâu vậy? Anh rời bỏ cuộc chơi rồi. Ủa? Chơi. Trời ơi. Trời, trời ơi. Anh chơi mà anh chơi ôn dù. Rồi sao mày vô? Hay 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 hay. Nó vô lỗ tai rồi. Tai rồi. Bắn lỗ tai anh. Bắn lỗ tai. Mạnh lên. Trời ơi, muốn chơi mạnh lên. Bắn lên diễn thôi, bắn diễn. Em phải, em phải làm gì nè. Thôi thoải mái quá, em thoải mái quá. Yên ơi, ai? Yên ơi, yên ơi, ai? Yên ơi, 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 ơi, yên ơi, yên ơi, yên ơi, yên. Cái bạn vô mặt. Ôi. Chào chào đi ơi. Tội nghiệp ảnh quá à. Chào đi ơi. Em. Đừng thả anh nữa. Đừng thả anh nữa. Chào đi ơi. Chào. Đừng thả. Hết giờ. Hết giờ. Trời ơi tiếc quá à. Ủa mọi người chơi gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Thôi cho em nói. Để em đếm cho. Một. Rồi. Hai. Ba. Bốn. 12. 19. 25. 72. 46. Một trái nha quý vị nha. Nhiệm màu chưa? Một người đàn anh mà cái nào cũng biết. Một tiếng đồng hồ. Trời ơi. Nghiệp em nói đó. Cái nước nhà vệ sinh đó. Đổi cuối. Tôi đề nghị không tạt nước này nữa, đổi qua nước mắm đi ạ. À. Nước mắm nào mà tôi thể tạt hết? Không cần hết, một lít thôi. Đâu phải quay Phan Thiết đâu mà nước mắm nhiều. Anh chơi hơn thua tụi tôi hả? Hồi nãy ai tạt vô cái lỗ tai vậy? Chính là tôi muốn anh bị viêm tay giữa. Bị viêm tay giữa. Ba, hai, một, bắt đầu. Trời ơi! Đứng ra vòng nữa đấy ông! 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 Ủa, bác quá! Hey. Bự quá, dài quá! Hey. Ta! Ta! Hey. Sao em vô đâu không vậy? Vô, vô, vô nè! Thôi! Ta! Vô! Tăng ra bắn ra! Trời ơi! Ủa sao bắn đâu đây? Ủa? Ủa? Ủa sao bắn? Ủa sao bắn làm vậy? Trời ơi!
Lẹ đi. Trời ơi, ai da. Ai da. Lâm ơi, Lâm, 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 Lâm ơi, nhìn anh nè. Lâm, Lâm ơi, nhìn anh nè. Ở đó. Ây da. Nhìn anh nè. Vô. 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 Nhìn anh nè. Nhìn anh nè. Nhìn anh nè. Nhìn anh nè. Trời ơi, em coi. Hô hấp nhân tạo, cả chơi tiếp. Rồi. Em ơi. Nhìn anh nè. Nhìn anh nè. Nổ tiểu nổ rồi. Hết giờ. Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi, sao có nửa chai nữa? Mấy cái rưỡi? 4, 5, 6, 7, 8 7 chai rưỡi vậy? Trời ơi! Vậy là không tính, không tính, không tính. Em hứng sao được 7 chai rưỡi vậy? Ba, hai, bông, go! Đúng rồi! 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 Lâm, anh năng nữ em Lâm! Lâm ơi! Anh Lâm, anh năng nữ em Lâm! Lâm ơi! Anh mạnh bạo lên coi quay! Lâm! Lâm! Mạnh! Mạnh lên! Mạnh lên! Mạnh chưa? Hay quá! Hay quá! Ủa, mấy người chơi combo hay gì? Chơi combo! Trời ơi! Mạnh quá! Anh Giang ơi! Em còn có con! Anh Giang ơi! Em còn có con! Hello! To say begin! Begin nè, begin nè. Hiểu ơi, hiểu ơi, hoài vậy. Hiểu ơi, lại. Hiểu ơi, này ơi, đừng thăng luôn. Sau 3 trò chơi, có 2 đội bằng điểm nhau. Đó là đội Hiếu thứ hai, Mai Phương Thúy và đội Dương Lâm Kiều Minh Tú. Các bạn hãy tự chọn một trò chơi thách đấu nhau để tìm ra đội hạng nhất. Hai cặp đối diện nhau, ai cười trước thua. Giao luôn. Rồi, khách mời. Khách mời luôn. Mọi người qua hai bên, mọi người qua hai bên. 3 2 1 go. Đêm hôm ấy, Mai Phương Thúy chạy cà lọc Sao cái miếng gì ngồi vậy? Trên con đường. Trên con đường. Nói chung là quá rồi. Lắm em dở quá. Em bị rồi. Các bạn sẽ có cơ hội nhận thêm team bằng cách chọn một trong 3 chiếc túi may mắn sau đây. Một túi 5 team, một túi 10 team và một túi không có team nào. Mai Phương Thúy, hãy đại diện để chọn một chiếc túi may mắn. Số 3 là không có gì đâu. Số 3 đó. Bao nhiêu ạ? 10 team. 5 team. Nhiều. 10, 10 anh. À, 10 team luôn. 10 team hay quá. Hay quá. 10 luôn. Ngày hôm nay Mai Phương Thúy rất là chơi rất là giỏi nha. Không phải, tại vì không chung đội với Trường Giang. Thấy chưa? Bà nói đúng quá. Quá là xui, thì mặc dù anh không ôm con mèo nhưng anh vẫn xui hơn con mèo. Tôi gánh còng lưng cho nó rồi giờ nó... Không nha, hồi nãy là anh bà bị mọi người ghét. Bà còn thấy anh không bị mọi người ghét, anh đâu có bị như vậy hiểu không? Bà còn thấy không, cứ ở cạnh Trường Giang ấy, cứ gần thắng rồi lại thua. Đúng à. Vậy là em gần Hiếu thứ hai nên em may mắn. Không, để Hiếu thứ hai gần em. Wow. Em cứu được cậu em bao nhiêu lần. Nói gì đi Hiếu. Không, khách mời mình bỏ qua đi, chơi cho anh em mình thôi. Mình chơi cho em mình thôi. Không có gì mà vui bằng chương trình này. Quý vị hãy đón xem chương trình 2, 1 đêm tự do, tự do. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.